Anh em nhá, đây là Fortelli này. Đấy, con này là mình lắp cốp điện này, cắm zin 100% anh em nhá. Đấy, thay ti vào thành thay ti cơ thành ti điện nha. Ok, đây nó sẽ có một cái nút đây này, anh em bấm này. Đấy, cốp sẽ tự xuống. Cốp sẽ tự xuống. Đấy, đây là Fortelli bản titanium, chưa có cốp điện nha. Thì anh em cần nâng cấp cốp điện liên hệ mình. Đây, con này nó sẽ tích hợp trên cả chìa khóa, anh em giữ zin luôn. Anh em chỉ cần nắm giữ này. Đấy, xi nhan cốp bung lên là được. Lên là cốp sẽ lên. Đấy. Hoặc là anh em có thể thao tác trên chìa khóa giữ xuống như zin này. Đấy, xi nhan nháy là anh em tự cốp sẽ tự xuống luôn. Con này còn lắp cả đá cốp nữa nha. Tờ giấy. Con này có lắp cả đá cốp nữa. Đây. Mình sẽ đá anh em xem này. Đấy, anh em đá vào giữa này. Đấy, cốp sẽ tự lên này. Đấy. Đá vào giữa thì cốp sẽ tự lên. Đấy. Ok. Đấy. Nó sẽ là ở dưới này nhá. Đấy. Nó là ở dưới này, anh em chỉ cần đá vào là được. Hoặc là trên này nó sẽ có một nút ở dưới trên này nhá. Đấy, nút ở trên này. Anh em ấn giữ thì cốp sẽ bung luôn. Đầu ấy nhá. Đấy, cốp sẽ tự bung. Đấy, hoặc cốp sẽ tự xuống. Ok. Đấy. Anh em có thể đá cốp lên hoặc đá cốp xuống để bê đồ nhá. Đây là bản titanium này. Dưới này này, anh em chỉ cần đá thẳng vào giữa thôi. Đấy, phải đá đúng vào giữa nhá. Đá đúng vào giữa thì cốp mới lên. Ok. Chào anh em.